Đây là mẫu BMW có tính năng tự xả sạch nhiên liệu trong bình. Mẫu xe trong hình là BMW Hydrogen 7 từ gần 20 năm trước. Chiếc xe vốn là BMW 760i đời 2006, nhưng đặc biệt ở chỗ là động cơ V12 vốn chỉ chạy xăng, giờ đã được biến đổi để có thể chạy bằng hoặc xăng hoặc là khí hydro. Và nó có vài chuyện hài như dâu quạp nữa. Chuyện số 1 nhé. Hydro trên xe giữ dưới dạng lỏng trong một cái bom chân không để duy trì nhiệt độ khoảng âm 250 độ C. Nhưng chắc chắn là sẽ không thể tuyệt đối. Và khi nhiệt độ trong bom tăng lên thì hydro sẽ hóa khí và thoát nhanh qua lỗ thoát trên trần xe. BMW cũng tò mò nên đốt thử và công bố kết quả như sau. Lửa cháy bốc hướng lên nhưng trần xe sẽ chỉ bắt đầu cháy sau 5 phút. Đủ thời gian để hành khách thoát ra hoặc để đội cứu hộ tiếp cận. Rõ ràng là một chiếc xe rất an toàn phải không? Tôi thấy rất là yên tâm đấy. Số 2 cũng là chuyện hydro thoát ra. Xe sau khi dừng 17 tiếng, hydro trong bình sẽ nóng lên và từ từ thoát ra cửa thoát đạt được gần ống xả. À nói thêm, thì hydro khi thoát ra cửa này sẽ thoát chậm, tác dụng với oxy và biến thành nước nên không có nguy cơ cháy. Ok, quay lại vấn đề. Thì trong một thử nghiệm của The Wire, thì bình hydro 170ml sẽ tự xả sạch sau 10 hoặc 12 ngày. Bạn tưởng tượng ra không? Chỉ đỗ xe thôi, tắt máy đàng hoàng mà nhiên liệu cũng tự bốc hơi, y như tiền trong túi. Cũng may là BMW chỉ làm có 100 chiếc, chứ trò tôi cũng không dám lấy. Anh em nào dám lấy không?